Ngày xưa ngày xưa, ở một đất nước rất lạnh, có hai đứa trẻ là hàng xóm của nhau. Chúng là những người bạn rất tốt. Tên cô gái là Gerda và chàng trai được gọi là Kai. Chúng chơi đùa với nhau mọi lúc. Mỗi đêm, bà ngoại của Gerda sẽ kêu chúng ngồi trước lò sưởi và kể cho chúng nghe những câu chuyện. Tối hôm đó, bà đã kể cho chúng nghe câu chuyện về nữ hoàng tuyết. Các con à, nữ hoàng tuyết là một cô gái rất xinh đẹp, với đôi mắt xanh sâu thẳm. Nhưng cô ta cũng rất là xấu xa. Cô ta sử dụng xe trượt tuyết để lừa trẻ em rồi bắt chúng và sau đó biến chúng thành tác phẩm điêu khắc bằng băng. Giống như mái tóc thì trái tim cô ta cũng rất bằng giá. Bà ngoại ơi, thật là đáng sợ. Nếu cô ta đến nhà chúng ta thì sao? Chúng ta cần bảo vệ bản thân mình. Con à, đây thật sự là câu chuyện có thật. Đừng bao giờ đi trên xe trượt tuyết của người lạ. Nếu con làm vậy thì con sẽ gặp phải những chuyện xấu. Ngày hôm sau, Kai và Gerda đi chơi trò đua xe trượt tuyết băng qua vùng nông thôn phủ đầy tuyết. Kai vẫn còn dương vấn về câu chuyện mà bà ngoại kể. Đêm qua, trong lúc mình ngủ, mình có suy nghĩ, nếu như nữ hoàng tuyết có thể bị tan chảy, chúng ta đưa cô ta tới gần lò sưởi sẽ làm cô ta tan chảy. Bằng cách này, câu thần chú của cô ta đối với những đứa trẻ bị đóng băng sẽ bị phá vỡ và chúng ta sẽ thoát. Kai, cậu làm ơn hạ giọng xuống. Có lẽ cô ta có thể nghe thấy và sẽ rất tức giận. Chúng ta phải cẩn thận. Mình sẽ làm tan chảy nữ hoàng tuyết. Thực ra, nữ hoàng tuyết thậm chí có thể nghe thấy tiếng thì thầm từ bất cứ nơi nào trong đất nước. Sau khi nghe Kai cười và nói về cô ta như vậy, nữ hoàng tuyết quyết định rằng sẽ mang Kai đến lâu đài của mình và biến cậu ấy thành một tác phẩm điêu khắc băng mãi mãi. Cô ngay lập tức gửi một chiếc xe trượt tuyết hình con tuần lộc xinh đẹp đến nơi mà bọn trẻ đang ở. À, trời ơi, đúng là một chiếc xe trượt tuyết tuyệt đẹp. Cậu nghĩ chúng ta nên vào đó ngồi thử không? Theo câu chuyện thì nữ hoàng tuyết cũng có một chiếc xe trượt tuyết, nhưng mà chắc là cái này không phải. Nhìn xem nó đẹp làm sao, nó được bao phủ bằng bạc và rất sáng bóng luôn. Không, Kai, đừng lên xe, hãy nhớ những gì bà đã nói. Bà đã cảnh báo chúng ta không được đi trên xe tuyết của người lạ đó. Nó rất đẹp mà, mình sẽ cưỡi một lúc và sau đó xuống xe ngay. Ngay khi Kai lên xe trượt tuyết, những con tuần lộc bay lên không trung ngay, biến mất khỏi tầm mắt trong vài giây. Nữ hoàng tuyết đã đưa Kai đến lâu đài của cô ta. Kai rất sợ hãi và hối hận vì không nghe lời Gerda, nhưng đã quá muộn rồi. Những tháng trôi qua cũng không nghe thấy tin gì từ Kai. Gerda rất buồn và khóc suốt thời gian đó. Cô cứ chờ người bạn thân yêu của mình. Người bạn thân nhất của cô đã mất tích, nhưng cô chắc chắn rằng nữ hoàng tuyết đã bắt cậu ấy. Thời gian trôi qua, tuyết đã tan và mùa hè đến. Gerda rất lo lắng. Vì vậy, cuối cùng cô đã đến nói chuyện với bà mình. Bà ơi, con sẽ đi tìm Kai. Con rất lo lắng về cậu ấy và con nhớ cậu ấy rất nhiều. Xin bà hãy cho con đi. Với một điều kiện, Gerda, bà tin tưởng con rất nhiều và con là một cô gái rất dũng cảm. Nhưng bà có một chiếc gương ma thuật và bà muốn con mang theo. Gương này có ích gì với con hả bà? Khi con chạm mặt với nữ hoàng tuyết, hãy làm cho cô ta nhìn vào tấm gương này. Sau đó con sẽ thấy được công dụng của nó. Gerda đặt chiếc gương vào túi và rời đi. Trong khi đi xuyên qua khu rừng, cô nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ. Cô gõ cửa vì đã thấy mệt và muốn nghỉ ngơi một chút. Một bà lão dễ thương mở cửa. Thật ra, bà ấy là một phù thủy chỉ sử dụng phép thuật với mục đích tốt. Vào đi cô gái xinh đẹp. Chúng tôi đang đợi cô đó. Tôi biết lý do cô tới đây và tôi sẽ giúp đỡ cô. Cô đang tìm người bạn thân của mình. Con mèo tên Cotton của tôi sẽ cho cô biết cậu ấy ở đâu. Thật sao?
Cảm ơn bà rất nhiều. Gerda ngay lập tức đi đến bên cạnh Cotton đang nằm trên một cái gối bên lò sưởi. Cotton thân yêu, làm thế nào tôi có thể tìm thấy bạn mình? Mèo. Có một cô bé sống ở căn nhà cuối khu rừng. Cô ấy kêu tôi đưa cô đến đó ngay khi cô đến. Cô ấy biết bạn của cô đang ở đâu. Mèo. Gerda cảm ơn họ và rời đi. Cô đi và đi, rồi đi đến một ngôi nhà ở cuối khu rừng. Màn đêm đã buông xuống. Một cô bé bước ra ngoài cửa gặp cô trước khi cô đến gõ cửa. Chào mừng Gerda, em đợi chị lâu rồi. Chị hãy ngồi bên đống lửa và ăn chút gì đó nha. Chị đã thật sự rất mệt mỏi và đói nữa. Cảm ơn em rất nhiều. Sau khi ăn xong chị hãy nghỉ ngơi. Ngày mai em sẽ đưa chị tới lâu đài nữ hoàng tuyết. Chị đừng lo lắng. Vào buổi sáng, họ đến chuồng ngựa ở phía sau nhà, nơi có hai con tuần lộc xinh đẹp ở đó. Cô bé có thể nói chuyện với những con tuần lộc. Cô thì thầm vào tai chúng để đưa Gerda đến lâu đài của nữ hoàng tuyết. Ngay lập tức, họ đã có một chiếc xe trượt tuyết tuyệt đẹp. Chị không biết phải làm sao cảm ơn em vì em đã giúp chị. Chúc chị có một chuyến đi tốt đẹp. Chị đừng sợ, tuần lộc của em sẽ đưa chị tới lâu đài và chị sẽ tìm thấy bạn mình. Mang cả những thứ này nha. Gerda cùng những con tuần lộc kéo chiếc xe trượt tuyết lên đường. Họ đi trong vài ngày. Khắp nơi đều phủ đầy tuyết trắng. Rất may là cô bé đã cho Gerda một chiếc áo khoác dày, một cái nón và một cái mền thật ấm. Mình được đắp mền ấm và đội nón khi đi trên xe trượt tuyết này. Mình rất vui nếu mình có thể làm điều này với Kai. Hy vọng có thể làm được như vậy trên đường về. Sau nhiều ngày hành trình, cuối cùng họ đã đến trước một lâu đài trắng lung linh. Gerda nhận ra rằng họ đã đến lâu đài của nữ hoàng tuyết. Này tuần lộc thân yêu của tôi, hãy đợi tôi ở đây. Tôi đi gặp bạn tôi và sẽ quay trở lại ngay. Cô đi ngay vào lâu đài. Tất cả mọi thứ được làm bằng băng và được phủ bằng băng. Cô thắc mắc tại sao lâu đài này không có bóng người nào cả. Kai! Kai! Cậu ở đâu? Kai! Mình không tìm thấy cậu. Giọng của cô vang vọng trong lâu đài quang vắng. Cuối cùng cô cũng mở cánh cửa của một căn phòng trên tầng cao nhất. Cô nhìn thấy Kai. Cậu ấy đang đứng như một bức tượng ở giữa căn phòng. Kai! Kai! Dậy đi! Nói gì đi! Mình nhớ cậu rất nhiều, người bạn thân yêu của mình. Cuối cùng mình đã tìm thấy cậu rồi. Cô đã khóc và cọ xát khắp người vào tảng băng để làm tan băng ra. Cô đã khóc và khóc rất nhiều, đến nỗi nước mắt cô bắt đầu làm tan băng ở xung quanh Kai. Đột nhiên, Kai động đậy và bắt đầu nói chuyện. Mình biết là cậu sẽ tới mà. Mình cũng nhớ cậu lắm và mình rất vui khi gặp lại cậu. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sao Kai? Hãy ngay lập tức rời khỏi đây. Ngay lúc đó, nữ hoàng tuyết trở lại lâu đài và bước vào căn phòng nơi họ đang đứng. Cô ta thật đáng sợ. Gerda lần đầu tiên nhìn thấy cô ta. Với mái tóc dài trắng và đôi mắt xanh sâu thẳm, nữ hoàng tuyết là một phụ nữ xinh đẹp. Nữ hoàng tuyết bắt đầu hét lên vì tức giận. Sao ngươi dám bước vào lâu đài của ta mà không được phép và làm tan chảy tác phẩm điêu khắc của ta? Bây giờ đến lượt ngươi là ngươi muốn đó. Ngươi cũng sẽ là một trong những tác phẩm điêu khắc của ta. Gerda đã rất sợ hãi. Nhưng cô biết rằng mình phải đứng lên chống lại nữ hoàng tuyết. Đột nhiên, cô nhớ đến chiếc gương mà bà cô đã tặng cô. Em chưa bao giờ từng thấy ai xinh đẹp như chị. Nhưng thật không may trái tim của chị lại không đẹp đẽ như vậy. Em cảm thấy tiếc cho chị lắm. Chị có thể biến em thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng nếu chị muốn. Nhưng bà em đã gửi cho chị một chiếc gương. Chị có thể nhìn một lần không? Đưa cho ta chiếc gương đó. Tại sao bà ấy lại gửi cái này cho ta? Nữ hoàng tuyết cầm chiếc gương trên tay và bị ngạc nhiên. Vì hình ảnh phản chiếu trong gương là hình ảnh của cô khi còn nhỏ. Cô là một cô bé xinh xắn với mái tóc vàng dài và đôi mắt xanh sâu thẳm. Trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra? Vào lúc đó, một đám mây bụi bao quanh nữ hoàng.
Càng ngày càng nhỏ, cô biến thành một cô gái nhỏ xinh. Một phép lạ đã xảy ra. Chiếc gương thật là kỳ diệu. Những ai nhìn vào đó sẽ thấy bản thân thật sự của họ. Có vẻ như nữ hoàng tuyết đã rất buồn vì khi còn nhỏ không có ai chơi với cô. Một ngày nọ, một phù thủy nói với nữ hoàng tuyết cô phải trừng phạt họ và hỏi cô ấy có muốn tìm cách trả thù những người đã không chơi đùa với cô ấy không. Nỗi buồn chất chứa từ khi còn nhỏ, cô đã quyết định sai và nói đồng ý. Mụ phù thủy biến cô thành nữ hoàng tuyết và dùng băng bao phủ trái tim cô. Kể từ khi tấm gương phá vỡ lời nguyền khủng khiếp, mọi người giờ đây tràn ngập niềm vui. Cảm ơn rất nhiều. Tôi được cứu rồi, trái tim tôi lại tràn ngập tình yêu lần nữa. Khai và Gerda đi đến chỗ những con tuần lộc đang chờ họ, đi theo con đường đã đến để về nhà và trở về sống những ngày hạnh phúc trước kia. Và tất nhiên, về với bà của họ và những câu chuyện. Ngày xưa, xưa ơi là xưa, có một người đống củi sống với những đứa con của mình ở bìa rừng xa xôi. Người con trai được đặt tên là Hansel và người con gái được đặt tên là Rachel. Vợ của người đống củi, mẹ của những đứa trẻ đã qua đời, nên họ đang trải qua thời kỳ rất khó khăn. Vì họ cũng là một gia đình rất nghèo, họ chỉ sống nhờ vào các loại thảo mộc và trái cây mà họ hái được từ rừng. Những đứa trẻ không bao giờ phàn nàn về chuyện này và luôn cố gắng giúp đỡ cha của họ. Một ngày nọ có tiếng gõ cửa và một người phụ nữ cầm chai sữa khổng lồ xuất hiện trước mặt họ. Em đến từ khu rừng kế bên, nhà em bị cháy và em không có nơi nào để ở. Em cũng mang theo một con bò. Nếu em cho anh chai sữa và con bò này thì em có thể ở lại với anh hay không? Người cha và những đứa trẻ vui vẻ chấp nhận lời đề nghị. Ít nhất bây giờ họ sẽ có một con bò có thể cho họ sữa uống mỗi ngày. Sau một thời gian, cha họ kết hôn với người phụ nữ này. Tuy nhiên, cuộc sống của họ vẫn nghèo khó. Một đêm nọ, khi các con đi ngủ, đôi vợ chồng bắt đầu cãi nhau. Nhưng Hansel đã lén nghe họ nói. Nhìn chúng ta đi. Làm thế nào chúng ta có thể nuôi bọn trẻ? Anh đã bất lực. Anh không biết phải làm cách gì. À, em có một ý tưởng sẽ mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta, nhưng em không biết anh có chấp nhận không. Ngày mai chúng ta hãy đưa bọn trẻ vào rừng và nói với chúng rằng chúng ta đi lấy gỗ để đốt lửa. Cứ đưa cho chúng một ổ bánh mì và để chúng ở đó. Đừng có lố bịch như vậy. Anh yêu các con của anh, làm sao anh có thể bỏ chúng được chứ? Anh đừng lo lắng, bây giờ chúng đã lớn, chúng có thể tự chăm sóc cho bản thân. Khi tình hình của chúng ta tốt hơn thì sẽ tìm chúng về. Nếu không thì cả bốn người chúng ta sẽ chết đói. Hansel là một đứa trẻ rất thông minh. Vì vậy khi nghe kế hoạch của mẹ kế, cậu đã bí mật rời khỏi nhà đi tìm đá cuội. Người mẹ đã qua đời dạy cậu điều này. Bà nói rằng những viên sỏi sáng vào ban đêm sẽ chỉ đường cho con. Vào buổi sáng, mẹ kế đi đánh thức các con dậy. Hansel, Gretel, dậy đi. Ba mẹ sẽ đi vào rừng. Chúng ta cần phải gom củi về đốt. Việc đầu tiên Hansel làm khi thức dậy đó chính là bỏ đá cuội vào túi. Khi họ đi bộ vào rừng, cậu đã bí mật thả những viên đá cuội xuống dưới đất. Họ không ngừng đi thẳng vào rừng sâu. Khi họ dừng lại để nghỉ ngơi, mẹ kế và ba chúng đã đốt lửa, đặt một ít bánh mì bên cạnh chúng và bắt đầu bỏ đi. Con à, con cứ nghỉ ngơi một chút nha. Mẹ và ba con đi đốn một ít củi nữa rồi quay lại. Ba của chúng rất buồn, nhưng anh ta đành bất lực đi theo vợ về phía con đường về nhà. Anh ta quay đầu lại và nhìn các con lần cuối. Mình sẽ đưa các con về ngay khi có cơ hội. Hai đứa trẻ nhìn theo mẹ kế và ba chúng cho đến khi họ biến mất khỏi tầm mắt. Khi nhận ra rằng mẹ kế và ba của chúng sẽ không bao giờ quay trở lại, hai đứa trẻ mệt mỏi ngủ thiếp đi bên đống lửa. Khi chúng thức dậy, trời
Trời đã rất muộn và mặt trăng đang chiếu sáng rực rỡ. Em sợ lắm anh ơi, chúng ta sẽ làm gì đây? Em không nghĩ rằng sẽ có ai đến đây tìm chúng ta. Đừng sợ em gái, những viên đá cùi anh để lại sẽ phát sáng rực rỡ dưới ánh trăng. Chúng ta có thể đi theo và trở về nhà. Hai đứa trẻ đi bộ suốt đêm và cuối cùng chúng cũng về đến nhà. Những viên đá cùi đã chỉ đường cho chúng. Mẹ kế của chúng mở cửa và rất ngạc nhiên. Các con đã làm gì trong rừng cho đến giờ này hả? Ba mẹ đi tìm các con và không thể tìm thấy. Mẹ đoán là các con đã tinh nghịch và trốn ở đâu đó có phải không? Mẹ kế giả vờ đánh lừa bọn trẻ. Người cha vui vẻ ôm các con. Ơ trời, các con đã quay về. Mắt cha sưng lên vì khóc suốt đêm. Nhưng mẹ kế của chúng không dễ dàng bỏ cuộc. Mục tiêu duy nhất của cô ta là thoát khỏi bọn trẻ. Cô ta hỏi chúng làm thế nào tìm được đường về nhà. Và Reto nói với cô ta từng chi tiết. Bây giờ cô ta đã biết làm thế nào chúng quay về nhà. Tối hôm đó cô ta nhốt bọn trẻ trong phòng. Hanso không thể đi ra ngoài để lượm đá cuội. Ngày hôm sau, họ lại đi vào rừng. Lần này Hanso đã không còn đá cuội. Trong khi cậu ta đi bộ, cậu ta đã thả những mẩu bánh mì trong túi xuống đất. Và điều tương tự cũng đã xảy ra. Bọn trẻ lại phải đợi bên đống lửa một lần nữa. Em rất sợ Hanso. Trời tối quá rồi, chúng ta về nhà đi. Đừng lo lắng, anh không còn đá cuội nữa. Nhưng lần này chúng ta đi theo những mẩu bánh mì anh đã thả xuống. Nhưng khi bọn trẻ lên đường thì không có dụng bánh mì, bởi vì những con chim đã ăn hết rồi. Ủa, dụng bánh mì đâu hết rồi? Chúng đi khắp nơi nhưng không tìm được đường về. Đường nào đây? Chúng ta phải làm gì đây Hansel? Anh nghĩ cách gì đi, em lạnh quá rồi. Được rồi em gái, đừng lo. Đầu tiên hãy tìm nơi nào đó sưởi ấm. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm được đường trở về nhà thôi. Cả hai rất sợ hãi và kiệt sức. Chúng tìm thấy một cái gốc cây và vào trong sưởi ấm. Chúng ôm nhau ngủ thiếp đi. Buổi sáng, chúng cứ đi dạo quanh rừng mà không biết đi đâu. Hai ngày trôi qua, dù bọn trẻ đi theo đường nào, chúng cũng không tìm được đường về nhà. Sau đó, chúng nhìn thấy một con chim trên cành cây. Nhìn kìa, có một con chim xinh đẹp. Hình như nó muốn nói điều gì với chúng ta. Em có nghĩ rằng nó sẽ chỉ đường cho chúng ta không? Đi theo nó đi. Đó là một con chim màu xanh rất to. Hai đứa trẻ quên đi sự mệt mỏi của chúng, bắt đầu đi theo con chim. Chúng thấy con chim đã hạ cánh trên bậu cửa của một ngôi nhà. Wow, một ngôi nhà đẹp làm sao? Giống như con chim đang muốn chúng ta đến đây. Được rồi, mình còn đợi gì nữa? Đi thôi, chắc là có cái gì đó để ăn. Khi đến gần ngôi nhà, bọn trẻ bối rối. Đó là một ngôi nhà đẹp được làm hoàn toàn bằng sô-cô-la và bánh kẹo. Cánh cửa sổ được làm bằng kem và mái nhà được phủ trong những viên kẹo đầy màu sắc. Chúng bắt đầu ăn bánh và xé từng mẩu ra. Anh ăn chút bánh ở cửa sổ nha. Ngon lắm đó. Ngon thiệt. Em tò mò về những viên kẹo ở trên mái nhà. Em cũng nên ăn thử chuông cửa đây nè. Bằng cách này, bọn trẻ lấp đầy bụng của chúng bằng bánh kẹo, kem và sô-cô-la. À, có ai ở nhà không? Xin chào, chúng tôi đây. Bất lực, chúng quyết định ngồi đợi ở ngoài cửa. Một lát sau, một người phụ nữ xinh đẹp cầm một cái túi bước vào giường. Dường như ta có khách rồi. Xin mời. Vài phút trước bạn chim xanh của ta đã báo tin cho ta, vì vậy ta đã về nhanh nhất có thể. Chúng con xin lỗi, chúng con chưa được phép đã ăn một vài thứ ở nhà gì. Nhưng hai ngày rồi tụi con đói lắm, chưa ăn gì cả.
Không sao đâu, nhà ta thực sự rất đặc biệt. Những thứ mà các con ăn sẽ mọc lại ngay lập tức. Thôi nào, vào trong đi, chắc các con lạnh lắm. Nếu các con không có nhà thì có thể ở đây với ta mà. Tối hôm đó, cô cho chúng ngủ trên những chiếc giường tuyệt đẹp. Và ngày hôm sau, cô chuẩn bị một bữa sáng ngon miệng. Thật ra, người phụ nữ xinh đẹp này là một mụ phù thủy xấu xa với những kế hoạch độc ác. Khi cô ta đánh thức bọn trẻ, Hansel và Reto thấy một phù thủy đáng sợ trước mặt họ. Họ đã la hét và muốn trốn thoát khỏi phòng. Nhưng mụ phù thủy đã bắt Hansel nhốt vào một cái lồng và khóa chặt lại. Rồi cô ta để Reto vào bếp. Những đứa trẻ ngu ngốc, các ngươi đã rơi vào ngôi nhà làm bằng kẹo của ta. Tiếp tục đi, nấu những bữa ăn mà ngươi và anh trai của ngươi thích. Ăn cho mập lên, sau đó ta có thể ăn thịt các ngươi cho thật no bụng. Vào đi, bắt đầu nấu đi. Vì cả hai đứa trẻ đều rất thông minh, để không bị mập lên, chúng chỉ ăn đủ để sống sót. Reto đã bỏ thức ăn trên đĩa của mình khi mụ phù thủy không nhìn thấy. Hansel giấu thức ăn trong áo khoác và túi quần. Reto, đến đây xem ngươi đã mập lên được chút nào chưa. Mụ phù thủy nhấc Reto lên để kiểm tra cân nặng của cô bé. Ngươi là một con bé ốm yếu. Ngươi nghĩ rằng ngươi ốm nhom như vậy thì ngươi có thể trốn thoát sao? Mụ phù thủy sờ quanh người của Hansel khi cô ta đang kiểm tra ở bên ngoài. Thức ăn trong áo khoác và quần dài của cậu ấy rơi ra. Mụ phù thủy ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngươi nghĩ là ngươi có thể lừa ta hả? Ta đã đổi ý rồi. Ta sẽ không đợi đến khi các ngươi mập lên nữa. Tối nay ta sẽ nấu cả hai trong lò nướng. Đây là hình phạt cho các ngươi. Cô ta tức giận đến nỗi đụng vào tất cả mọi thứ khi đang đi lại xung quanh nhà. Bởi vì mụ phù thủy thực sự bị mù. Đó là lúc Reto nhận ra mụ phù thủy không nhìn thấy đường. Cô bé vừa ở bên bếp vừa khóc, vừa lên kế hoạch để trốn thoát khỏi đây. Reto, đến đây nhanh lên. Hãy nhìn vào lò nướng lớn trong nhà bếp. Nói cho ta biết bên trong có đủ lửa hay không. Ngọn lửa đang đỏ rực, nhưng Reto lừa mụ phù thủy. Lửa sắp tắt rồi thưa bà. Vậy thì bỏ thêm củi vào, nhanh lên. Nhưng cửa lò bị kẹt rồi, tôi không thể mở ra được. Ngươi thật đúng là một đứa con gái ốm yếu và vô dụng. Đây nè, rất đơn giản thôi. Mụ phù thủy sau đó mở cửa lò. Hơi nóng của củi hắt vào mặt cô ta. Chuyện gì vậy hả? Ngươi nói là không có lửa mà. Mụ phù thủy giương tay về phía lò nướng để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhân cơ hội này, Reto dùng hết sức của mình đẩy mụ phù thủy vào lò nướng. Khi mụ phù thủy bị đẩy vào trong, cô bé khóa cửa lại. Khắp nơi đều nghe thấy tiếng hét của mụ phù thủy. Reto mở lòng và thả anh mình ra. Cả hai anh em ôm nhau thật chặt. Họ đã rất hạnh phúc. Em gái của anh làm tốt lắm. Chúng ta an toàn là nhờ có em. Em gái đi nào, để xem chúng ta có thể tìm thấy thứ gì để sử dụng trước khi rời khỏi đây không. Chúng đi lang thang khắp nhà. Có một cánh cửa vào một căn phòng mà mụ phù thủy không bao giờ cho phép mở. Khi bọn trẻ mở nó ra, chúng thấy một cái rương chứa đầy đồ trang sức. Hãy để đầy vào túi chúng ta đi. Lần này chúng ta tìm thấy đồ trang sức thay vì thức ăn. Bọn trẻ nhanh chóng rời khỏi nhà và đi vào rừng. Như thể tất cả các con đường đều quen thuộc. Cuối cùng, chúng đã nhìn thấy ngôi nhà của mình từ xa. Cha ơi, chúng con đây. Người cha mở cửa, vui vẻ ôm con mình. Anh cảm thấy thật hạnh phúc. Cha có một tin muốn báo cho các con. Mẹ kế các con đã bị bệnh và qua đời.
Cha đã phạm phải một sai lầm rất lớn khi nghe lời bà ấy. Xin hãy tha thứ cho cha. Cha nhớ các con rất nhiều. Cha hối hận về mọi thứ. Tụi con cũng nhớ cha lắm. Tụi con nhớ nhà và giường của mình. Bây giờ chúng ta có thể quên mọi thứ và ở bên nhau. Bọn trẻ lấy đồ trang sức ra khỏi túi và đưa cho cha của chúng. Cha của chúng nhìn chằm chằm ngạc nhiên. Đây là cái gì vậy con? Chúng ta không cần nghèo khổ nữa, chúng ta giàu rồi. Cha ơi, tụi con có nhiều chuyện kể cha nghe. Cha không biết tụi con đã trải qua những gì đâu. Tối hôm đó, họ ngồi bên đống lửa và trò chuyện đến sáng. Những ngày tồi tệ đã trôi qua hết. Vì vậy, họ đã sống một cuộc sống hạnh phúc và bình yên. Ngày xưa, trong khu rừng có một căn nhà nhỏ, có ba chú heo con Honky, Ponky và Minky. Họ sống với mẹ của mình. Honky rất lười biếng, Ponky rất vô ưu, vô lo và dễ dãi. Còn Minky, chú heo nhỏ nhất, thông minh, có chí cầu tiến và là chú heo dũng cảm. Chú đóng vai trò như một người cha trong ngôi nhà. Bất cứ khi nào có vấn đề, mẹ của họ sẽ luôn giải quyết cùng với Minky. Các người anh khác thậm chí không động đến một ngón tay. Mặc dù ba anh em rất khác nhau về tính cách, nhưng họ thật sự rất yêu thương nhau. Những lúc rảnh rỗi, sau khi ăn và ngủ xong, họ thường chơi trốn tìm trong khu rừng. 1, 2, 3, 4, 5. Honky và Ponky luôn chợp mắt ngủ ở nơi họ đang ẩn nấp. Lần nào Minky cũng tìm được các anh, đánh thức họ dậy và bắt được họ. Minky không có lựa chọn nào khác hơn là chấp nhận bản tính hai người anh của chú. Lúc nào em cũng bị không công bằng. Em tìm các anh mệt mỏi lắm. Cho anh ngủ thêm một chút nữa đi mà. Thằng bé phải đi tìm anh cả ngày luôn. Các con à, đừng đi chơi xa nha. Trong rừng nguy hiểm lắm, toàn những con sói đói không à. Honky và Ponky mong mẹ của họ làm hết mọi việc cho họ. Tuy nhiên, Minky luôn giúp đỡ mẹ. Một ngày nọ, chú nói chuyện riêng với mẹ. Mẹ, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Chúng ta lúc nào cũng là người mang củi trong rừng về. Hàng ngày mẹ còn phải cực nhọc nấu nướng cho tụi con. Con nghĩ là các anh và con nên rời khỏi nhà và tự chăm sóc cho bản thân mình. Đừng suy nghĩ như vậy, Minky. Các con là con của mẹ. Mẹ đã quen rồi. Đương nhiên thưa mẹ, nhưng các anh nên học cách có trách nhiệm cũng tốt mà. Mẹ thấy như vậy có đúng không? Hả? Mẹ thấy sao? Mẹ nghĩ con nói đúng, Minky. Vậy sáng mai hãy nói chuyện với các anh của con và thực hiện ý tưởng này đi. Mẹ đã dành dụm một ít tiền cho các con. Mẹ sẽ chia làm 3 phần và giao cho các con. Mỗi người tự xây một căn nhà cho mình để xem như thế nào. Mặc dù các anh của Minky đều bất ngờ trước ý tưởng của mẹ, nhưng ngày hôm sau, cả ba chú heo con đã xách hành lý lên đường để bắt đầu cuộc sống mới của họ. Họ rất hào hứng, họ chia tay mẹ ở trước cửa. Mẹ ơi, con xin lỗi, lúc nào con cũng làm biếng khiến cho mẹ buồn. Hẹn gặp lại mẹ. Con không bao giờ nghe lời mẹ dạy dỗ khiến cho mẹ buồn. Con xin lỗi, mẹ hãy tha lỗi cho con. Kể từ bây giờ con sẽ ghi nhớ lời mẹ dặn. Tạm biệt mẹ. Mẹ, tụi con đi mẹ đừng buồn. Sau khi con xây nhà xong, con sẽ về đón mẹ. Mẹ bảo trọng. Mẹ của họ rất lo lắng cho các con sẽ gặp phải điều không may trong khu rừng. Nhớ chăm sóc bản thân nha. Cho mẹ biết tình hình của các con và hãy coi chừng những con sói xảo quyệt. Ba chú heo con đi được một lúc và quyết định chọn vị trí xây nhà của họ khá xa căn nhà trước đây. Minky đặc biệt thích như vậy. Chú không tin anh của mình. Chú nghĩ rằng họ thực sự nên học cách tự chăm sóc bản thân và không chạy thẳng về nhà mẹ khi phải đối mặt với vấn đề. Honky là người đầu tiên tìm được vị trí cho nhà của chú. Vì tính lười biếng, chú đã chọn cách xây dễ nhất. Anh sẽ xây nhà bằng cỏ khô. Một khi anh làm xong chiếc giường bằng cỏ khô thì sẽ ấm áp trong suốt mùa đông. Anh không phải làm việc nặng nhọc nữa.
anh cũng sẽ dư được một ít tiền vì xây bằng cỏ khô thì giá rẻ và dễ xây. Bên kia cũng làm tương tự như vậy. Em xây nhà bằng gỗ, em sẽ sơn cho thiệt đẹp luôn. Đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu em cho thuê một căn phòng, vậy là không phải làm việc nữa. Em nghĩ xây nhà bằng gỗ cũng dễ thôi mà. Các anh điên rồi sao? Sao xây nhà bằng cỏ khô dài bằng gỗ được? Các anh lại chọn cách dễ dàng nhất nữa rồi. Nếu là em sẽ suy nghĩ lại. Em tự chăm sóc cho bản thân nha. Em còn dạy lại anh phải làm gì nữa chứ? Chú heo lùng tịt. Ha 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 ha. Bà chú heo con xây nhà của họ khá gần nhau. Honky xây xong căn nhà bằng cỏ khô chỉ trong một ngày. Thậm chí chú còn ngủ trên chiếc giường bằng cỏ khô của mình nữa. Còn Honky cũng đã xây xong căn nhà bằng gỗ xù xì của mình. Ơi, căn nhà thật tuyệt đối với mình. Khi nào còn có mái nhà trên đầu thì mình không phải lo lắng gì hết. Minky sẽ xây căn nhà của chú bằng gạch. Đầu tiên, chú heo mang gạch tới và sau đó đào một cái hầm lớn. Kế đó, trong vài ngày tiếp theo, chú đã xây dựng một ngôi nhà tuyệt đẹp bằng gạch và xi măng, có 4 phòng và 1 lò sưởi. Mình sẽ mang nước và gỗ cho người già và chăm sóc khu vườn của họ. Mình sẽ đi chợ giùm họ. Như vậy mình sẽ rất có ích với mọi người. Và mình chắc chắn họ sẽ cho mình thật nhiều thức ăn và một ít tiền thưởng. Đã từ rất lâu, con sói xảo quyệt đã đánh hơi được mùi của ba chú heo con trong rừng. Đầu tiên, hắn tìm đến nhà của Honky. Hàng xóm thân yêu của ta. Xin chào, ta có thể vào trong không? Ta sống ở gần đây. Đây chắc là giọng của con sói mà mẹ đã từng cảnh báo chúng ta. Theo mình biết thì ở gần đây không có hàng xóm nào hết. Ta biết ngươi là ai, con sói gian manh kia, ta sẽ không mở cửa đâu. Con sói rất tức giận. Ra đây mau lên. Hơi thở của ta vô cùng mạnh mẽ. Ta sẽ hít một hơi thật mạnh và thổi bay căn nhà này. Không, nhà ta kiên cố lắm, ngươi không phá hủy được đâu. Con sói lùi lại, hít hơi thật sâu. Và sau đó, hắn dùng hết sức thổi mạnh vào nhà của chú heo. Căn nhà bằng cỏ khô bị thổi bay hoàn toàn. Honky đã thoát được và chạy đến nhà của Minky. Minky, con sói tới nhà anh và thổi bay nhà của anh rồi. Anh đã chạy qua nhà em. Anh nghĩ hắn đang tới nhà Honky. Nhanh lên, đóng cửa lại. Ôi không, phải gọi cho anh ấy thông báo ngay lập tức. Alo Honky, anh rời khỏi nhà ngay đi, con sói đang đến chỗ của anh. Alo, Minky hả em? À, em không thấy em rất phiền hay sao? Nhà của anh kiên cố dữ lắm, hắn không có vô được đâu, yên tâm. Thật vậy, con sói không bắt được Honky nên đang tiến thẳng về phía nhà của Honky. Có ai ở nhà không? Chú heo con, anh trai nhỏ bé của cậu nhờ ta mang quà tới. Mở cửa ra cho ta vô, chúng ta nói chuyện chút được không? Anh ta thà ngủ chứ không có tốn thời gian gửi quà đâu. Hơn nữa anh em của ta gọi điện nói là ngươi sẽ tới. Con sói ngu ngốc, ta sẽ không mở cửa đâu, ngươi đi đi. Ngươi sẽ không mở cửa sao? Vậy thôi, hơi thở của ta vô cùng mạnh mẽ. Ta sẽ thổi tung nhà của ngươi ngay lập tức đó. Không muốn ra về tay không, con sói đã đá vào ngôi nhà một vài cái. Sau đó nó hít một hơi rồi thổi thật mạnh làm cho căn nhà siêu dẹo và sụp đổ. Honky đã trốn thoát và chạy đến nhà của Minky. Nhanh lên, mở cửa cho anh Minky. Con sói định bắt anh, làm ơn mở cửa cho anh. Minky cũng cho người anh thứ hai vào nhà. Cả ba chú heo run rẩy sợ hãi. Ba anh em ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ. Anh nghĩ tới lượt em rồi Minky, hắn chắc chắn sẽ tới đây. Anh cũng nghĩ như vậy. Chúng ta phải tìm cách cứu bản thân khỏi con sói này mới được. Bằng cách nào? Ba chú heo nhanh chóng lên kế hoạch. Kế hoạch gì đây? Để anh suy nghĩ. Và chắc bắt đầu chờ đợi con sói. Khi con sói đến nhà của Minky, hắn gọi to. Ta biết ba đứa đang ở trong này. Tốt nhất hãy bước ra,
Bằng không ta sẽ hít một hơi thật sâu rồi thổi bay căn nhà này luôn. Nhanh lên, ngươi còn đợi gì nữa? Nếu được hãy phá hủy nó. Quay về đi và để chúng tôi yên. Con sói hung dữ bắt đầu đá cánh cửa và bức tường. Có ba ổ khóa cài trên cửa, nhưng ba chú heo nhìn nhau sợ hãi và ôm chặt lấy nhau khi chúng nhìn vào cánh cửa. Con sói đã đá, thổi mạnh nhưng vẫn không phá hủy được căn nhà của Minky. Đột nhiên, con sói nảy ra một ý tưởng. Hắn sẽ vào nhà qua ống khói. Hắn trèo lên mái nhà bằng một cái thang. Hắn cố ép mình vào ống khói và trượt ngã xuống dưới. Ba chú heo đã chờ đợi khoảnh khắc này. Ngay lập tức, chúng đốt lò sưởi và chờ xem. Vì con sói chưa từng nhìn thấy khói trong ống khói nên không nghĩ là một ngọn lửa. Hắn rời nhanh thẳng xuống ống khói. Hắn đã tự thiêu bản thân. Nhanh như một chiếc máy bay phản lực, hắn leo trở lại lên ống khói trong đau đớn. Nóng quá, cứu ta. Cháy. Cháy rồi. Cháy rồi. Cứu. Cuối cùng con sói cũng đã đi khỏi đây. Hắn sẽ không bao giờ trở lại nữa. Bây giờ đã đến lúc chúng ta đi đón mẹ rồi. Căn nhà của em khá lớn và có phòng cho từng người ở. Em nhớ mẹ quá. Các anh thì sao? Đúng vậy. Anh sẽ không bao giờ làm biến nữa. Kể từ bây giờ anh sẽ lo việc đi chợ. Anh cũng nhớ mẹ. Và kể từ bây giờ anh sẽ lo làm việc. Anh sẽ trồng trái cây và rau củ để giúp cho mẹ. Phải. Tất cả chúng ta sẽ giúp đỡ mẹ làm việc nhà và để mẹ được nghỉ ngơi. Chúng ta cũng có thể giúp đỡ hàng xóm nữa. Kể từ đó, Honky và Bonky thay đổi rất nhiều. Mọi người bắt đầu noi gương theo Minky thông minh. Với kết thúc tuyệt vời này, họ đón mẹ về với họ và sống hạnh phúc với nhau mãi mãi. Ngày xưa, xưa ơi là xưa, ở một vùng đất rất xa xôi, có một khu rừng có rất nhiều loài động vật khác nhau. Chúng sống cùng nhau và rất hòa hợp trong mọi chuyện. Khi mùa đông qua đi, chúng sẽ cùng nhau ăn mừng mùa xuân đang tới. Đây là lúc gấu sẽ thức dậy sau giấc ngủ đông dài. Những con thỏ, linh dương và sóc sẽ nhảy lên vui sướng dưới ánh mặt trời. Chúng sẽ tận hưởng thời tiết ấm áp, trò chuyện cùng nhau và có rất nhiều niềm vui. Mỗi mùa xuân, chúng sẽ có hoạt động khác nhau. Một ngày nọ, khi các con vật đang thảo luận về hoạt động và các cuộc thi mà chúng nên tổ chức cho lễ kỷ niệm mùa xuân năm nay, chúng sẽ có một cuộc thi nhảy xa, một cuộc thi nấu ăn, một cuộc thi ai ăn nhanh nhất và nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, tất cả các động vật đều muốn tổ chức các cuộc thi mà chúng có lợi thế. Mình nghĩ năm nay chúng ta nên tổ chức cuộc thi coi ai hái được nhiều táo nhất đây. Chúng ta đã thi vào năm ngoái rồi. Mình nghĩ chúng ta nên tổ chức một cuộc thi ai ăn nhanh nhất. Mọi người thấy sao? Mình nghĩ nên tổ chức cuộc thi sưu tầm quả ốc chó. Mình thắng chắc. He 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 he. Cô Linh Dương lại có một ý tưởng khác. Nghe nè, mình có một ý tưởng. Để cho cuộc thi năm nay trở nên công bằng nhất có thể thì nên có một cuộc đua. Chọn hai cái tên và một trong hai người đó chạy quanh khu rừng nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. Mọi người thấy sao? Một cuộc đua mình thích lắm. Cái gì? Một cuộc đua? Nếu chọn trúng mình thì sao? Mình là gấu, có thể nói là mình không phải là người chạy nhanh. Mình sẽ không tham gia đâu. Xong rồi, mình rất may mắn. Mình chắc chắn mình sẽ được chọn luôn. Chúng xác định điểm bắt đầu và kết thúc. Những người muốn tham gia cuộc thi đã viết tên của mình lên tờ giấy và đưa cho cô Linh Dương. Sau đó, cô bắt đầu bốc thăm, chọn ra hai người sẽ chạy đua với nhau. Mình chắc chắn sẽ tham gia cuộc thi này đó. Chắc chắn là mình sẽ đánh bại bất kỳ ai chạy đua với mình. Như các bạn biết, mình là người nhanh nhất trong khu rừng này luôn. Thỏ rừng là một người kiêu ngạo và rất tự phụ.
Mọi người đều hy vọng có người dạy cho anh ta một bài học. Tất cả các con vật đang chờ đợi để coi ai sẽ là người tham gia cuộc đua. Cô Linh Dương bắt đầu bốc thăm. Được rồi các bạn, kết quả bốc thăm trong tay tôi, hai tay đua đó chính là thỏ và rùa. Mọi người đều rất buồn trước kết quả bốc thăm. Họ quay qua nói chuyện với nhau. Rùa chắc chắn sẽ tụt lại phía sau cuộc đua. Chúng ta phải nghe thỏ khoe khoang nhiều hơn nữa rồi. Sắp nóng tai rồi. Kết quả cuộc đua thì đã rõ ràng quá rồi còn gì. Rùa nghe thấy các con vật khác nói chuyện với nhau. Anh có thể rất chậm nhưng anh không bao giờ bỏ cuộc. Anh rùa, thỏ rừng chạy rất nhanh nhưng mà anh... Mọi người đều biết rằng anh chậm lắm, sao anh có thể giành chiến thắng chứ? Chúng ta không bao giờ biết trước được, đôi khi là người nhanh nhất thì vẫn không chiến thắng. Điều quan trọng là không bao giờ bỏ cuộc, dù cho có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ nắm lấy cơ hội. Tất cả các con vật trong rừng đã tập hợp cùng nhau tại điểm xuất phát. Thỏ rừng và rùa đã tới vị trí của mình và chờ sóc phất lá cờ đang cầm trên tay báo xuất phát. Thôi nào anh rùa, anh đã sẵn sàng để đua với em chưa? Coi anh có thể nhanh được tới mức nào. Cứ chờ coi. Ai tới điểm kết thúc trước thì sẽ thắng. Hai người sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Thỏ rừng ngay lập tức lao về phía trước từ điểm xuất phát. Còn rùa lại đang đi chậm rãi từng bước một. Tôi đã nói rồi, kết quả cuộc đua rất rõ ràng. Con thỏ chạy, chạy, chạy. Và đôi lúc nhìn lại phía sau lưng mình. Không có ai ở phía sau hết. Rùa không thể nào có thể đuổi kịp mình được. Mình đâu có cần căng thẳng quá làm gì. Nghỉ ngơi chút rồi đi tiếp có làm sao đâu. Thỏ rừng, nó chỉ muốn nghỉ ngơi nên nhanh chóng ngủ thiếp đi. Còn chú rùa đang toát mồ hôi hột, nhưng lại không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục bước đi. Con đường này quá dài đối với mình, nhưng dù mệt mỏi cỡ nào mình cũng sẽ không bỏ cuộc. Rùa đang đi với quyết tâm và sự chắc chắn như vậy để hoàn thành cuộc đua, tới nỗi nó thậm chí còn không để ý thấy thỏ đang ngủ dưới gốc cây. Nó chỉ đơn giản đi ngang qua thỏ và tiếp tục bước. Thỏ chắc đã tới điểm đích rồi, nhưng ngay cả khi mình thua cuộc mình cũng sẽ hoàn thành với niềm tự hào. Dần dần, băng rôn kết thúc của cuộc đua đã bắt đầu xuất hiện. Rùa càng ngày càng gần tới giành chiến thắng. Còn thỏ lúc này đột nhiên tỉnh dậy khỏi giấc ngủ và bắt đầu chạy về phía giành đích. Nó rất chắc chắn với bản thân mình, thậm chí còn cảm thấy không cần phải chạy. Mình nghỉ ngơi rất là đã. Hãy tiếp tục hoàn thành cuộc đua này và tất cả chúng ta có thể bắt đầu ăn mừng thôi. Mình là người nhanh nhất trong khu rừng này luôn. Ha 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 ha. Sau một lúc đi bộ, nó bắt đầu thấy giành đích từ xa. Nhưng bên kia là gì? Mọi người đang vỗ tay. Thỏ vô cùng kinh ngạc. Hoan hô, hoan hô, anh đã thắng rồi. Anh đã dạy cho thỏ rừng một bài học quý giá đó anh rùa. Làm tốt lắm anh bạn. Tất cả các con vật tập trung xung quanh rùa đã vượt qua giành đích. Thỏ rừng bước tới chỗ họ trong sự xấu hổ về bản thân. Nó không còn tỏ thái độ kiêu ngạo hay tự phụ mà trước đây mọi người từng thấy nữa. Nhưng cách nào chứ? Em sẽ không thấy mình hơn bất kỳ ai nữa. Làm việc chăm chỉ và quyết tâm luôn là cách tốt nhất để tiến về phía trước. Phải, em nghĩ anh đúng anh rùa ơi. Em đã coi thường anh và tự phụ quá nhiều. Em xin chúc mừng anh. Thỏ rừng không bao giờ dám nói mình là nhanh nhất nữa. Rùa đã dạy cho nó một bài học rất quý giá. Và tất cả các loài vật trong rừng sống với nhau trong sự hòa thuận, hòa bình và hạnh phúc giống như mọi khi. Ngày xưa, có một người thợ mộc tên là Gilberto. Đồ gỗ do ông khắc ra được rất nhiều người đánh giá cao.
Người thợ mộc này là người rất khéo léo trong công việc. Ông rất thích làm những con rối từ gỗ. Cửa hàng của ông ấy chứa đầy những con rối. Thỉnh thoảng, ông sẽ bán những con rối này và đôi khi ông sẽ tặng lại cho trẻ em. Mong muốn lớn nhất của ông là có một đứa con. Ôi Chúa ơi, giá như con có một đứa con có thể chơi với những con rối mà con làm ra, đứa bé cũng có thể là bạn đồng hành với con trong những đêm đông dài. Một ngày nọ, ông ấy đi vào rừng. Ông đang tìm loại gỗ thích hợp cho con rối mới mà ông ấy định sẽ làm. Đây là loại gỗ mà mình đang tìm kiếm. Rắn chắc nhưng đủ mềm để khắc lên. Mình có thể dễ dàng làm mũi miệng và cánh tay từ loại gỗ này. Nó sẽ là một con rối tuyệt vời cho xem. Ông ấy đặt khúc gỗ đã tìm thấy trên vai và quay trở lại cửa hàng của mình và để lên quầy của ông. Khi ông đang làm việc, thì đột nhiên nghe thấy âm thanh. Hả? Giọng nói này ở đâu phát ra vậy? Ông lại tiếp tục khắc. Chắc là mình đang mơ mộng rồi. Âm thanh này đâu thể phát ra từ khúc gỗ. Chắc là mình đang tưởng tượng thôi. Nghĩ rằng giọng nói phát ra từ bên ngoài, Gilberto tiếp tục làm việc. Với sự kiên nhẫn và kỹ lưỡng, ông đã hoàn thành phần đầu, cơ thể, cánh tay và chân. Ông tự tán thưởng tác phẩm của mình. Thật là một con rối gỗ xinh đẹp. Nhưng nó cần quần áo và giày dép. Ông ấy mặc quần áo trẻ em và giày có trong cửa hàng cho con rối. Hóa ra là một cậu bé đáng yêu như vậy. Ông ấy đặt con rối lên bàn. Bây giờ mình không có con, nhưng mình có thể làm bạn với con rối này. Mình thậm chí còn có thể đặt tên nữa. Phải rồi, Pinocchio. Tên của con sẽ là Pinocchio. Ông bắt đầu dọn dẹp quầy của mình. Nhưng ngay sau đó, ông nghe thấy âm thanh ở đằng sau. Chào buổi tối. Ông quay lại, nhưng không có ai ngoại trừ con rối. Ông tiếp tục dọn dẹp. Xin chào cha Gilberto. Đột nhiên, Pinocchio nhảy từ bàn xuống sàn. Cậu bé bắt đầu khám phá xung quanh cửa hàng. Chúa ơi, Pinocchio có thể đi lại luôn à? Thật ngạc nhiên, đôi mắt ông mở to, nhìn chằm chằm cậu bé. Pinocchio không phải người, nhưng có thể nói chuyện, đi lại và chơi đùa. Từng ngày, từng tuần trôi qua, Gilberto rất hạnh phúc. Pinocchio không bao giờ rời khỏi cửa hàng này. Cậu bé giúp ông ấy với tất cả công việc. Ban đêm, họ sẽ ngồi trò chuyện bên lò sưởi. Con trai à, con đưa cho cha cái cưa được không? Tất nhiên rồi cha. Pinocchio, mấy con ốc ở đâu? Đây nè cha. Bằng cách này, họ sống hạnh phúc trong một vài năm. Đã đến lúc Pinocchio đi học. Nhưng họ không có tiền để mua một cuốn tập, chiếc chì hoặc là cặp táp. Gilberto có một chiếc đồng hồ của cha mình để lại. Ông mang chiếc đồng hồ đến cửa hàng đồ cổ, bán nó và đưa tất cả tiền cho Pinocchio. Pinocchio, đây là tiền của con. Cha đưa cho con để mua những thứ mà con cần cho việc học. Con hãy đi mua một cuốn tập, một cây viết chì và một cây cặp và đi thẳng tới trường nha. Pinocchio bỏ tất cả tiền vào túi của mình và đi thẳng tới trường. Khi cậu đang nhìn vào các cửa hàng trên đường đi, mọi người chú ý đến cậu và nhìn chằm chằm. Thật là một đứa trẻ kỳ lạ với một dáng vẻ của một con rối. Một lúc sau, có một chiếc lều lớn đầy màu sắc xuất hiện trước mặt cậu. Có một đám đông đứng ở cửa đưa tiền và đi vào trong đó. Với sự tò mò, cậu đến trước cửa.
có một chú hề ở cửa khiến mọi người cười và mọi người đã đưa tiền cho anh ta để vào bên trong. Chú ơi, cái lều này là gì? Có gì bên trong? Con vào được không? Đây là một rạp xiếc, con không thể đi vào nếu như không có tiền. Cậu liền nhớ tới số tiền trong túi mà cha cậu đã cho cậu để đi học. Con có tiền nè, của chú nè. Cậu đi vào. Bên trong, có người trên sân khấu đang làm con rối, nói chuyện và nhảy múa. Đây là những con rối giống mình mà. Với niềm hạnh phúc khi nhìn thấy một người giống như mình, Pinocchio nhảy lên sân khấu. Người điều khiển con rối nhìn thấy cậu ấy hét lên vì quá bất ngờ. Chúa ơi, con rối này tự đi được luôn, mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ cậu ta. Nè cậu bé, tới đây. Có một chương trình biểu diễn động vật tuyệt vời bên trong, còn có muốn xem hay không? Thật sao? Con muốn xem. Đâu vậy? Trong phòng này sao? Pinocchio tin vào người múa rối và đi vào phòng. Nhưng ngay sau khi Pinocchio đi vào, người múa rối đã nhốt cậu ấy ở trong phòng. Pinocchio khóc lóc rất tội nghiệp. Thật là một sai lầm lớn mà mình mắc phải. Mình đã xài mất số tiền học. Mình cũng không nghe lời cha nên mình đã gặp rắc rối. Bây giờ phải làm sao đây? Một bà tiên tốt bụng nhìn thấy Pinocchio khóc vì hối hận, bay qua cửa sổ đang mở và đáp xuống chiếc bàn trong phòng. Với cây đũa thần, đôi cánh lấp lánh và mái tóc vàng, cô ấy là một nàng tiên xinh đẹp. Nè Pinocchio, đừng lo lắng, ta sẽ cứu con. Trước tiên con phải nói cho ta biết mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng đừng quên, con phải nói thật với ta. Cha của con đã cho con tiền để tới rạp xiếc, nhưng có một người đàn ông đã lừa và nhốt con ở đây. Mũi cậu bé Pinocchio đột nhiên bắt đầu dài ra, rất đáng sợ. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta đã nói là con cần cho ta biết sự thật, Pinocchio. Nếu con nói dối, mũi của con sẽ dài ra hơn nữa. Pinocchio đã xin lỗi và kể với cô tiên toàn bộ sự thật. Mũi cậu lập tức trở lại bình thường. Pinocchio, con hối hận vì đã không nghe lời cha. Bây giờ ta sẽ cứu con ra khỏi đây và lấy lại tiền cho con. Nhưng con đừng mắc lỗi tương tự nữa. Cô là một nàng tiên tốt bụng, cảm ơn cô rất nhiều. Còn hứa sẽ không tái phạm nữa. Đó là sai lầm của con khi đi một mình vô rạp xiếc ngược đãi động vật như thế này. Con xấu hổ quá. Cô tiên tốt bụng mở khóa cửa bằng cây đũa thần và đưa Pinocchio ra khỏi rạp xiếc. Pinocchio vui vẻ hát trên đường đi đến trường học. La 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 la. Khi cậu ta đang vui vẻ đi trên đường, một con cáo ranh mảnh và một con quạ xuất hiện trước mặt cậu ta. Đứa bé kiểu gì vậy? Trông nó thật ngốc nghếch. Có lẽ nó cũng có tiền trong túi đó. Ê, cậu đi đâu vậy? Tôi đang trên đường đi học. Cậu không có tập vở viết gì và cặp táp sao? Làm sao cậu có thể đi học được? Tôi không có gì, nhưng có tiền trong túi, tôi sẽ lấy tiền đi mua. Con cáo và con quạ nhìn nhau, bắt đầu cười lên thật nham hiểm. Đây là người mà chúng ta đang tìm. Chúng ta có thể lừa nó một cách dễ dàng. Ồ, đây thật sự là số tiền nhỏ. Cậu có thể mua tập vở với nhiêu đây, nhưng tôi biết một cửa hàng có thể mua được bằng nửa giá. Nếu cậu muốn, hãy đưa tôi số tiền này, tôi sẽ chạy để mua về cho cậu trong tích tắc. Vậy là cậu cũng sẽ còn lại một ít tiền nữa. Thật sao? Vậy thì tuyệt vời.
cảm ơn rất nhiều. Đúng là những người bạn tuyệt vời. Được rồi, cậu cứ ngồi dưới gốc cây này và chờ đợi. Chúng tôi sẽ đi mua những thứ mà cậu cần. Pinocchio đưa tất cả tiền của mình cho con cáo và con quạ, ngồi dưới gốc cây và chờ đợi. Cậu chờ đợi và chờ đợi. Sau một thời gian dài, Pinocchio cuối cùng đã nhận ra rằng mình đã bị lừa. Cậu buồn bã suy nghĩ xem phải làm gì. Đột nhiên, nàng tiên tốt bụng lại xuất hiện trước mặt cậu ta. Nàng vỗ đôi cánh của mình. Không phải là con phải tới trường sao? Sao lại ở đây? Ta hy vọng con đừng quên chuyện lần trước. Kể cho ta biết sự thật đi. Xấu hổ vì bị lừa hết tiền, Pinocchio lại nói dối. Con đã làm rớt tiền ra khỏi túi. Mũi Pinocchio đột nhiên bắt đầu dài ra một cách đáng sợ. Ta đã nói là con phải nói thật với ta, Pinocchio. Nếu còn nói dối, mũi của con sẽ còn dài hơn lần này nữa. Pinocchio đã xin lỗi và nói với nàng tiên tốt bụng sự thật. Một lần nữa, mũi cậu ta trở lại bình thường. Cảm ơn cô nhiều, nhưng con vẫn không có tiền để mua một cuốn tập, bút chì và cái cặp. Con rất xấu hổ. Vì con đã nói với ta sự thật, nên tiền vẫn còn trong túi của con đó. Nhưng đừng làm mất lần nữa. Khi Pinocchio đang vừa đi vừa hát trên đường, cậu bất ngờ gặp người nghệ sĩ múa rối ở rạp xiếc. Ngay khi nhìn thấy Pinocchio chạy trốn khỏi rạp xiếc, ông ta đã đuổi theo cậu bé. Hãy đến đây, con rối nhỏ nghịch ngợm. Pinocchio, trong khi chạy trốn vì sợ hãi, vấp phải một hòn đá và rơi thẳng xuống biển. Nhưng vì cậu được làm từ gỗ nên không bị chìm. Khi cậu nhúc nhích tay chân để không bị chìm, cậu nhận ra mình đang bơi. Cậu rất thích, vì vậy cậu cứ bơi. Nhưng hôm đó biển có nhiều con sóng. Những con sóng kéo cậu đi rất xa. Cậu ta ở quá xa ngoài biển. Cậu buồn ngủ vì kiệt sức. Và vì cậu không bị chìm, cậu ta thoải mái ngủ thiếp đi trên mặt nước. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình ở một nơi tối tăm. Chuyện gì xảy ra? Mình đang ở đâu? Đây là đâu vậy? Mùi khủng khiếp quá. Khi mắt cậu đã quen với bóng tối, cậu nhận ra rằng mình đang ở trong bụng một con cá voi lớn. Hóa ra là một con cá voi lớn đã nuốt chửng cậu. Geppetto rất lo lắng cho Pinocchio vì cậu bé vẫn chưa trở về nhà. Ông ta ra ngoài tìm cậu. Ông hỏi mọi người mà ông gặp. Các cô có thấy một cậu bé người gỗ đi ngang qua không? Ông cũng đã đến tận bờ biển và hỏi ngư dân. Khoảng một tiếng trước có một đứa trẻ rơi xuống biển quanh đây. Có thể là con trai ông. Xin hãy cho tôi một chiếc thuyền. Tôi sẽ đi ra biển. Tôi cần tìm thằng bé. Ngư dân đã cho ông một chiếc thuyền nhỏ. Geppetto lên thuyền và ra khơi tìm con. Pinocchio, con trai. Pinocchio, con ở đâu? Chiếc thuyền nhỏ không thể chiến đấu với sóng. Và khi nó bị sóng đánh úp, Geppetto rơi xuống biển. Con cá voi đã nuốt, Pinocchio cũng nuốt Geppetto. Trong bóng tối, ông ấy cũng không biết mình đang ở đâu. Nhưng Pinocchio nhìn thấy ông và bắt đầu khóc. Thưa cha, cha tìm thấy con rồi. Con đã rất sợ hãi. Pinocchio, con trai. Tha thứ cho con. Con sẽ không bao giờ làm trái ý cha nữa đâu. Được rồi, con trai. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Bây giờ hãy tìm cách để thoát khỏi chỗ này đã. Cha ơi, con sẽ thử làm cái gì đó. Con mong chúng ta thành công.
Cô tiên tốt bụng, cô tiên tốt bụng, cô có nghe thấy con không? Những con sóng mang theo giọng nói của cậu ấy đến tận tai của nàng tiên tốt bụng. Chúa ơi, đây là giọng của Pinocchio. Nàng tiên bay về phía giọng nói của cậu ta và xuất hiện bên trong bụng cá voi nơi họ đang ở. Pinocchio, con thực sự hối hận và ta sẽ giúp con lần cuối. Khi nàng tiên chạm vào họ bằng cây đũa thần, họ thấy mình đang ở trên bờ. Sau ngày hôm đó, Pinocchio trở thành một đứa trẻ rất thông minh. Cậu luôn nghe lời cha mình. Cậu đang đi học và giúp đỡ cha mình như ngày xưa. Nàng tiên tốt bụng đã thử thách Pinocchio theo thời gian. Cô biết rằng Pinocchio không nói dối nữa và cậu luôn nghe lời cha mình. Nàng nghĩ bây giờ là thời gian thích hợp. Một đêm nọ, cô biến Pinocchio thành một đứa trẻ thật sự khi cậu đang ngủ. Ngày hôm sau, khi Pinocchio thức dậy, cậu cảm thấy hơi lạ. Tim cậu đang đập mạnh và cậu cảm thấy dòng máu chảy khắp cơ thể mình. Cậu ta không còn là bằng gỗ nữa mà là một đứa trẻ thật sự. Cậu chạy thẳng về phía cha mình. Cha ơi, cha ơi, con đã biến thành người rồi nè. Chúa ơi, lời cầu nguyện của con đã thành hiện thực. Bây giờ con đã có một đứa con trai thật sự rồi. Sau ngày hôm đó, họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi. Pinocchio bây giờ là một đứa trẻ đáng để tự hào.